chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời tiết đô thị ngày 12 tháng 2 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay, nhiệt độ tại các tỉnh miền Bắc có xu hướng tăng nhẹ, đặc biệt ở khu vực phía Tây Bắc Bộ như là Lai Châu và Điện Biên. Trời giảm mây và hửng sáng hơn so với những ngày vừa qua. Nắng có khả năng xuất hiện trong ngày, với nhiệt độ cao nhất ngày đạt khoảng từ 21 đến 25 độ cho phần phía Đông Bắc Bộ bao gồm cả thủ đô Hà Nội. Một số tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc có thể tăng lên mức là 25 đến 27 độ. Nhìn chung, thời tiết ban ngày phổ biến ít mưa, nhiệt ở ngưỡng vừa phải, thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời. Về đêm, nhiệt giảm còn khoảng từ 17 cho tới 20 độ, các tỉnh vùng núi có nơi còn thấp dưới ngưỡng 17 độ. Ngoài ra, trong ngày hôm nay vào đêm muộn, các tỉnh thuộc vùng núi, khu vực Đông Bắc như là Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Giang, Quảng Ninh hay là Hà Giang thì sẽ có mưa rào và dông. Ở miền Trung, trong ngày hôm nay, thời tiết phổ biến trạng thái là ít mưa, có nắng, nhiệt độ tăng nhẹ. Các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào khu vực Thừa Thiên Huế duy trì mức nhiệt trưa chiều ở khoảng từ 24 đến 27 độ. Trong khi phần phía Nam, các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận chủ yếu có nhiệt độ đạt khoảng 27 cho tới 30 độ. Thời tiết tạnh ráo cộng thêm bầu không khí mát mẻ nên khá thuận lợi cho các hoạt động giao thông và thông thương hàng hóa. Về đêm, chỉ riêng khu vực các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh thì vẫn có nhiệt độ thấp, ở khoảng từ 17 đến 20 độ, trời còn rét. Các khu vực còn lại thuộc giải đất miền Trung thì nhiệt độ ban đêm có phần nhỉnh hơn và tiết trời ấm áp hơn. Trong khi đó, thời tiết tại hai khu vực phía Nam là Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn duy trì trạng thái ổn định, mang đặc trưng của mùa khô. Đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất tại các tỉnh vùng cao Tây Nguyên chủ yếu dao động trong khoảng từ 16 đến 19 độ và khu vực Nam Bộ là từ 22 cho đến 25 độ. Riêng khu vực ven biển miền Tây Nam Bộ có thể cao trên ngưỡng 25 độ. Còn ban ngày, nhiệt độ cao nhất cả nước trong thời kỳ tới vẫn là khu vực Nam Bộ với ngưỡng nhiệt từ 31 đến 34 độ, có nơi cao hơn. Tây Nguyên phổ biến là từ 27 cho tới 31 độ. Cụ thể ngày hôm nay, thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày và đêm nay, thời tiết thủ đô Hà Nội tương đối tạnh ráo. Sương mù chỉ xuất hiện một chút vào sáng sớm ở các quận huyện ngoại thành như là Hà Đông, Thanh Trì, Hoài Đức. Mặc dù sáng sớm trời rét nhưng ngưỡng nhiệt độ vừa phải, không đến mức rét buốt nên ít cản trở đến các hoạt động ngoài trời. Trưa và chiều thì nhiệt độ tăng dần, ổn định, trời có nắng, ấm áp, nhiệt độ vào khoảng từ 21 đến 23 độ. Về chiều tối và đêm thì thời tiết không có nhiều biến động mạnh, trạng thái rét, nhiệt độ dưới 20 độ quay trở lại. Đến với thành phố Cảng Hải Phòng, dự báo hôm nay thành phố cũng phổ biến là ít mưa, bầu không khí khá dễ chịu với biên độ nhiệt ngày đêm dao động trong khoảng từ 16 đến 22 độ. Trong ngày, thời tiết khô ráo có nắng với cường độ trung bình vào trưa và chiều. Quý vị có thể tranh thủ phơi phóng hay là mở cửa nhà, xua tan bầu không khí ẩm mốc trong những ngày nồm ẩm vừa qua. Thời tiết đẹp hơn để thực hiện du lịch hay chụp ảnh ngoài trời. Thời tiết thành phố Đà Nẵng sẽ nhiều mây một chút vào lúc sáng sớm nhưng không mưa, nắng đẹp vào thời gian trong ngày. Nắng nhiều sẽ tập trung vào giai đoạn từ 9 giờ sáng đến 15 giờ chiều với nhiệt độ cao nhất dao động trong ngưỡng 26 đến 27 độ. Từ tối đến đêm thì giảm dần xuống ngưỡng 23 độ, trời mát mẻ hơn bởi những luồng gió biển thổi vào đất liền. Nhìn chung thời tiết ở đây vào thời điểm này vẫn rất thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời diễn ra. Đà Lạt vẫn là một thành phố có thời tiết tương đối lý tưởng so với các thành phố khác. Cụ thể, trời khô ráo có nắng và hầu như không mưa, nhiệt độ ban ngày cũng rất vừa phải, dao động xung quanh ngưỡng 22 đến 24 độ. Thời tiết nhìn chung rất ủng hộ cho các hoạt động ngoài trời cũng như là tham quan, dã ngoại của du khách. Tuy nhiên về đêm thì nhiệt độ giảm tương đối thấp vào khoảng 15 đến 16 độ. Do chênh lệch nhiệt độ lớn nên du khách lưu ý chủ động những biện pháp để bảo vệ tốt cho sức khỏe. Đến với thành phố Hồ Chí Minh, dự báo hôm nay ở đây vẫn duy trì kiểu thời tiết là không mưa và ngày nắng. Nhiệt độ sẽ tăng từ mức 23 đến 25 độ trong buổi sáng lên mức từ 31 cho tới 34 độ trong khoảng thời gian trưa và chiều. Nhìn chung thì ngưỡng nhiệt độ này cũng đã duy trì ổn định trong nhiều ngày qua. Thời tiết không mưa nên vẫn thuận lợi cho các hoạt động thông thương và sản xuất ngoài trời. Nằm ở khu vực miền Tây sông nước của Nam Bộ, trong ngày hôm nay, thành phố Cần Thơ có nắng từ sớm và kéo dài trong cả ngày. Cường độ nắng trong ngày ở mức trung bình, với nhiệt độ cao nhất ngày từ 31 cho tới 32 độ. Về tối và đêm thì nhiệt độ ở ngưỡng từ 22 cho tới 23 độ. Nhiệt độ ở đây ổn định như vậy trong suốt những thời kỳ vừa qua. Và thời tiết lại khá tạnh ráo nên tạo điều kiện cho các hoạt động trao đổi, mua bán của bà con trong các phiên chợ nổi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin dự báo thời tiết và đô thị của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.